Chào bạn, em sẽ giới thiệu với các bạn xe rim Supo bằng mới thi đấu giải Malaysia Mud Moto xong. Đó, thì đây đồng hồ Casio cầm Holywell. Bật lên một cái bắt đầu em biểu diễn đồng hồ Casio cho các bạn coi này. Đó. Nhưng mà nội dung chính ở đây là gì? Là máy, bảo dưỡng máy zin xe rim nhiêu tiền. Rồi. Hi. Gan ti nổ không đều, xăng bập không tròn. Muốn tắt là tắt. Và sẽ làm máy thì em nói á với các bạn luôn, xe rim bất kỳ xe rim xe quay hay gì mà xe Trung Quốc em làm sẽ mắc tiền hơn xe Nhật. Bởi vì sao? Tất cả những cái xe này đồ cho nó là đồ Trung Quốc hết. Khi các bạn bỏ một số tiền ra, không ai muốn xe, người ta sẽ là xe Trung Quốc lại. Thì em nói là xe của em là xe Trung Quốc á nha, anh làm lại. Nó ủa xe Trung Quốc là làm sao? Nó ủa vậy là làm sao? Sao mày chẳng lẽ mày không biết xe mày xe Trung Quốc luôn? Thì mình mới chỉ cho nó nè, nó đầu lòng nè, CBR400B2. Đó, quay vô giỏ đầu giùm anh cái. Đó, rồi giờ đó tôi coi số máy thử xe ổng, xe Trung Quốc hay xe Nhật. À, xe của nó là xe Supreme HAO05E. Vậy là đồ giùm đây là đồ Trung Quốc hết rồi. Thì bây giờ là em sẽ tiến hành, em mở cục máy ra cho các bạn coi ở trên xe này những đồ gì Trung Quốc mà mình sẽ dây lại đồ Nhật cho nó. Vậy là chốt xe ông là xe Nhật đó, mà càng sửa là thành càng rớt vào đồ Trung Quốc đó. Các bạn phải phân biệt rõ nha. Có nhiều anh rất mê rẻ, khi mà mê rẻ mình nói với các bạn, năm 2003 rồi giá phụ tùng nó có hết và không có gì mà ngon bổ rẻ đâu các bạn. Ví dụ em, tại sao tới hiện tại bây giờ bên kia đường à vẫn làm cục máy 1 triệu, 1 triệu 2, 2 triệu cũng có luôn, đúng không? Muốn rẽ qua đó làm em chỉ địa chỉ cho làm. Còn hiện tại em làm nè 8, 10, 15, 18 đi nhờ phòng máy không, em vẫn có khách em làm hàng ngày mà. Tại sao lại như vậy? Có đặt ra câu hỏi giùm em không? Đúng các bạn. Rồi, em cho phép em chuyển máy ra ha. Cảm ơn các bạn nhiều. Rồi, thì bây giờ em mở ra nè. Đó, đầu lòng Trung Quốc, cái lòng 110 Trung Quốc luôn. Thì bây giờ là em sẽ trả giờ lại zin hết máy 100. Nhiều khi trả lại máy 100 còn mạnh hơn nha, đời Trung Quốc nha các bạn. Bình xăng này là bình rim lùng nha. Đó. Chưa kể IC lửa củi rồi đây, nó mà chết nó cũng lập hợp nữa. Mình có nói là mình sẽ tặng chủ xe một suất phục hồi bình xăng con. Đó, nhưng mà vụ IC lửa củi là mở ra mình sẽ báo nha. Ở kiểm tra lửa củi IC luôn á. Lửa lô lô gì gì báo luôn. Xe rim 20419. Đây là cục máy em chẻ ra. Đây, cây dên trên xe là cây dên quay S110 nha anh em. Cây dên này là khi gắn vô là chủ xe phay đồ này nọ nè. Đó, đây là phần lốc giữa của chủ xe. Rồi, phần đầu lòng xe này á, là của xe City Plus. Em sẽ ve lại ra đầu lòng của Alpha. Đây, chảo đầu à. Cái bít tông này đi đầu City Plus, cái bít tông này bự lắm nha anh em. Rồi, cam còi xe này là đi cam còi zin, cam còi lô. Giờ em thay lại cam còi zin. Bộ nồi xe này là mới làm full bộ đồ hãng. Giờ em sẽ kiểm tra lại bộ nồi này. Cục đề là cục đề lô. Rồi giờ em sẽ tiến hành em vệ sinh cục máy này. Chào 500 anh em. Chào bạn, chào em trai chủ xe. Thì xe của em á là cái lốc số nè. Camera tới đây em. HAO05E. Ở trên có 3 chữ A nữa. Báo số xài báo số rim Thái. Là xe của em nếu mà đúng luôn á, là xe em là đời Sub 799 á. Là một lốc ở đây em rửa lại cho em sạch sẽ rồi nè. Đó. Rồi. Về phần lốc xả nhớt á, thì anh sẽ thay nguyên một cái lốc xả nhớt mới cho em luôn. Và tại sao thay ẩn? Là xe của em đang đi là máy 110 John City Blues bơm nhất rồi, anh trả về lại hết zin luôn 100cc cho em. Tại vì nếu mà mình tiếp tục mình đi lên mình làm lại cái bàn 110 đó thì mình phải đi là đầu lòng Nhật đồ á, thì nó lại mắc tiền, nó phát sinh chi phí của em. Đó, anh trả về lại hết, anh mua cái lốc xả nhớt. Rồi lốc xả nhớt đúng Supreme bình thường cho em. John á, thì ở đây là anh
mua một cái dân theo xe Supreme còn đẹp. Anh làm lại, anh làm lại là anh làm cái gì? Ví dụ có số người là khi mà người ta mua đồ theo xe á, bây giờ là đỡ ráp luôn, nhưng mà mình hồi đó giờ mình không có như vậy. Đây, camera tới gần anh hơn. Là một cái bạc đạn dên, hai bạc đạn dên là đầu tiên anh thay cho em nè. Tay dên anh thay tay dên mới nè, vậy thì nó mới chắc cú. Còn đẹp là sao? Đẹp là mình coi những cái đầu cốt nè, răng cộ rồi nó còn hay không. Đó, là cách xử lý anh xử lý cho trường hợp xe của em. Rồi, số nè, anh sẽ thay cho em một bộ số mới. Đi cho nó ngon và nó bền, sau này có trục chặt thì không cần chỉ máy đó mà thay cút số. Đúng không? Bạc đạn máy anh sử dụng cho em lại là full bạc đạn máy NTN. 4 cái của Nhật. Rồi, là xong phần bụng dên. Qua phần lòng đi nha. Lòng trước để cho nó gọn, anh dẹp bớt đồ. Lòng ở đây á là anh mua cho em là một cái lòng theo xe 97cc KFM, là lòng Supreme. Đó. Và anh sấy cái mới cho em. Lòng này là Sumi Vinh chưa đóng. Còn chừng nào mà đi sau này thì đóng Sumi sau. Rồi qua phần bên lửa nè. Lửa của em lửa lô anh thay lại lửa Vinh. Qua lăng của em á thì là qua lăng Vinh anh giữ lại, qua lăng Nhật anh giữ lại. Thì trên qua lăng nè, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một ổ bi đề. Mình thay ổ bi đề luôn. Đó. Rồi. Mình thay dĩa đề luôn và mình đóng bạc lại để sau này nó khỏi xì nhớt. Xe rim rất là dễ bị xì nhớt dĩa đề. Lửa thay bắt đầu bên mâm lửa thì nó có gì, nó có là sinh đề nè, sinh cam nè, con sùng đổi sinh đề trên và con sùng đổi sinh đề dưới nè, bánh lồng, bánh đỡ, bánh tăng nè, ống sáo lò xo nè, ti tăng cam luôn nè. Là anh thay full đồ hãng cho em. Đó là phần bên lửa. Còn ở trong bụng dên của em á, nó sẽ giống với lại rim Thái, nó vẫn sẽ xài cái lông đền báo số luôn. Anh thay lại cái lông đền báo số của Nhật. Có thể là vấn đề trước đó là em vô số đồ không được á, hai cục báo số vậy, anh thay hai cục báo số của Nhật cho em. Đó là nội này không là rất là mắc tiền rồi và khó mua. Đó là cái đó trong bụng dên luôn á. Rồi phần nồi nè, hiện trên xe em có đúng được cái này Nhật nè, là cặp nhông nồi. Đó, cặp nhông nồi này, cặp nhông nồi mới thôi, hàng mới bây giờ, hàng loại 2 á, chứ không phải đúng chính hãng Honda. Thì anh vẫn để anh xài lại bởi vì anh thấy nó vẫn bình thường. Thì cái cách phân biệt anh đã chỉ mấy năm rồi đúng không? Đó, là ở trong nó màu đen. Đó, cho nên là anh không thay cặp nhông này để tiết kiệm chi phí á. Nói chung là cái này còn xài được anh để anh tận dụng xài lại cho em, không thay. Nhưng mà em nhớ nha, nó đang hàng loại 2 á, chứ không phải là người ta đi vô hãng người ta mua cặp nhông nồi mới cho em đâu. Cặp nhông nồi mới trong hãng thì triệu mấy, gần 2 triệu. Còn cái này thì nó khoảng mấy trăm ngàn thôi. Nhưng mà vẫn xài được, không sao. Hai mặt nhôm anh để cũ trên xe anh xài lại nè. Để ba kẹn để xài lại. Và anh thay lại bố mới cho em. Còn lá bố nè, anh cũng vậy, lá bố anh thay full bộ lá bố siêu bắt, siêu bền cho em, nó màu nâu sẵn vậy. Mình đi thời gian thấm nhớt thì bắt đầu nó ra màu nâu sậm hơn, đi rất là bền hơn. Và bộ cần mũ xem cũng hư, anh thay bộ cần mũ mới cho em. Nói chung máy xem nát lắm, lúc đầu nhìn vô còn tưởng y chang cái xe Trung Quốc nữa mà, đúng không? Anh trả vào lại đồ Nhật hết cho em. Bơm nhớt anh cũng sẽ thay cho em một cái bên nhớt mới luôn, rất là quan trọng. Đó, cố bằng số nè, anh thay cố một số mới. Rồi nè, cái này mới quan trọng nhất nè. Này là hai ắc cò, này là ắc bích tông. Và cái vỏ đầu, vỏ đầu xem là anh mua cho em một cái vỏ đầu phu cho 110 mới chính hãng luôn. Và anh đã quay cái clip vào đó, anh sẽ thay hai số bắp CNC. Hai số bắp này nó cũng bền, hai số bắp hãng nữa. Anh thay phó số bắp mới, ốc tán trên cò mới. Rồi, thì bây giờ là anh sẽ cho em và các bạn coi độ đẹp của này. Nó đẹp là một chuyện, nhưng mà nó phải chất lượng và nó chạy được nữa nha. Đó, nguyên cái vỏ đầu mới luôn, không có gì tuyệt vời bằng các bạn mua cái vỏ đầu mới hết. Rất là nhiều anh em hay nói là thay của người ta. Bạn biết số tiền người ta bỏ ra xứng đáng để nhận được những món đồ này không? Vừa đúng đồ hãng, vừa biết canh chỉnh sao cho nó êm. Ngu gì người ta không bỏ làm các bạn, đúng không? Nè, cam cò em, cam cò mạ anh thay qua lại cam cò hãng đúng của Rim Thái luôn cho em. Cò màu đen, cò Shopee Việt Nam là nó màu sáng hơn chút xíu, ở này là đen thui lùi à, nó mạ đen á. Đó, cam anh thay quy một cây cam mới cho em. Đó, rồi
Bây giờ anh tiến hành anh ráp. Cảm ơn em rất là nhiều ha. Rồi chào các bạn. Bây giờ là quá trình canh chỉnh. Đó, dù nhiều anh em nói là à thằng Tây nó ráp nguyên cục máy này, thay full đồ hết. Lấy gì không ngon? Ngon này. Bây giờ là bắt đầu em rớt đầu lòng ra, bắt đầu em canh chỉnh cho người ta nè các bạn. Đâu phải là ráp full đồ mới không là sẽ ngon đâu. Mình phải canh chỉnh sao vừa với mình nữa. Rồi một chiếc xe nó nhiều yếu tố lắm nha. Đó, coi cũ của em nè, đó, tét bể rồi này. Nói đồ nữa này, nãy giờ. Số bay rim, móc điện thoại anh, ngày mấy tháng mấy giờ rồi? 5 giờ. 5 giờ chiều ha, rớt ra lần thứ hai. Cây đắng không? Đắng chứ. Cảm ơn nhiều. Rồi chào các bạn, 2019 thì bữa nay sáng ngày thứ 5. Đó thì bắt đầu em tiến hành em làm tiếp nè. Cái máy giờ tính ra bữa giờ em ráp 4 ngày là chưa xong các bạn. Canh chỉnh tới lui rồi đó. Cái xe này các bạn thấy là bữa giờ em giật ra vô em canh chỉnh á là vụ ra khói các bạn. Mà thực sự là cuối cùng giờ cũng tìm ra nguyên nhân là một lý do rất là đơn giản. Đồ đầy thì mình cũng thay mới. Đó, lòng bên trong bạc sấy với mới thì mình tưởng đâu là sấy lòng có vấn đề hụt bộ bạc. Mình giật ra cũng hai lần mình kiểm tra. Bô mình cũng đổi. Đó, bô mình đổi 2 cây các bạn. Cuối cùng các bạn biết bị gì không? Xăng đã đổ á, cây xăng không đúng á. Mình hút hết xăng cũ trên xe này ra nè. Mình đổ lại xăng 92 thôi, 92 bình thường mình rửa đồ á. Vô. Nổ cái hết. Má giật 2 ngày trời, ghê không? Bởi vậy nên các bạn nhiều khi đừng nghĩ sâu quá ha, nghĩ đơn giản chút xíu sẽ thành công à. Chào các bạn, máy xe rim 2017 em làm lại xong. Bấm cái nổ nè, test nè. Là canh các bạn biết mình xăng nó giật mà nó canh hết sức nè. Máy xe này cực kỳ ấm và êm luôn nha. Rồi thì xe này bữa giờ nó giật em gì, đầu tiên là ra khói. Cái vấn đề đó là em giải quyết rất là nhiều, 2 ngày 3 ngày luôn. Cuối cùng tìm ra nguyên nhân là do đâu, do xăng ông chủ xe này không đổ, không biết ông đổ đâu nhớt không. Thì ngày đầu các bạn thấy là em đổi lòng, qua ngày thứ hai em hết đổi lòng rồi em đổi bô. Đổi bô không có là bắt đầu em kiểm tra xăng lại liền, em thay xăng mới, khác là hết. Bởi vì đồ đạc, một cái cục máy nè, thằng Tây làm thì thằng Tây sẽ biết là trong xe có gì. Mình tự tin vô đồ của mình. Rất là nhiều anh em không làm tìm em. Thì khi tới em có làm hay không? Có, em vẫn có làm bình thường nha, nhưng mà anh em hay hỏi em chính xác bị cái gì. Cục máy anh em đã làm nơi khác thì tới em vẫn căn chỉnh bình thường. Nhưng mà anh em đừng có hỏi em, hỏi khó em là chính xác bị cái gì. Bởi vì đồ đó mình không làm, mình không chủ động làm, mình không biết được các bạn. Rồi là xong phần ra khó, giải quyết xong. Bô hết ra khó nè. Là vẫn bô cũ chủ xe luôn. Cái thứ hai là bắt đầu bữa giờ em canh xăng. Em canh xăng cũng thêm 2 ngày nữa. Là to xăng em sửa lại nè. Xe này đi bình xăng 125. Nhưng mà đó, em thay lại là co xăng Super vẫn đi bình 125 được nè. Xài em đổi qua cái cao su khác và em thay phíp co xăng. Thì hiện tại luôn với tình trạng xe này mọi thứ đã ngon lành hết, chỉ có hai vấn đề. Chủ xe cần phải giải quyết là sau này chủ xe mua lại bình xăng con 110 đi. Nó sẽ phù hợp với cấu hình, và vấn đề thứ hai quan trọng nhất là cái bô. Cái bô mấy cái bô 125 này á, do bô nó bự nó quá lớn mà máy mình nó dinh nó chạy không nổi. Thì chủ xe muốn nhanh gọn lẹ và chạy mạnh á, chủ xe cứ thay lại cái bô Super Rim là 99 á, giờ sửa lại chút xíu là chạy ngon lành là hết. Đó, một cái xe mình làm thì mình sẽ chủ động được biết những cái gì là một. Cái thứ hai nữa, không phải một cái xe mình làm nó sẽ hoàn thiện hết. Tại vì khi mà em làm trộn vẹn về phần máy, bình xăng trên xe có nè, em vẫn tận dụng lại hết, em canh lại cho người ta bình xăng sạch sẽ, canh mấy ngày trời. Cái thứ hai là cái bô trên xe vẫn đang có nè, em vẫn phải làm lại. Cho nên là dành clip này cho những anh em, à anh ơi, xe em xe Trung Quốc, xe em xe này xe kia, anh Tây có làm hay không? Có làm hết là một. Và cái thứ hai á là mình nhận cục máy, nhưng mà nè, nó sẽ còn thêm là gì, IC nè, bình xăng, bô rất quan trọng. Những cái thứ đó là nó đi liền với chiếc xe, nó khiến cho cái xe các bạn chạy được. Thì cái đó anh em hỏi cục máy không, mình báo cục máy. Còn anh em muốn mà đi chọn cấu hình đó thì mình sẽ báo chi tiết từng món cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình kết thúc chương trình làm máy xe Super Rim đó tại đây. Rồi chào tạm biệt các bạn.